Mời quý vị cùng gặp gỡ một trong những chuyên gia ẩm thực đẳng cấp quốc tế, ông Ngô Chi Và, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Đồng Nai. Trong suốt hơn 30 năm đã và đang theo nghiệp bếp núc, ông Ngô Chi Và hiện đang là một trong những đầu bếp thành công nhất nhì cả nước khi đang là cố vấn và lên công thức độc quyền cho hàng chục nhà hàng, trung tâm hội nghị trong nước lẫn quốc tế. Giới đầu bếp trong và ngoài nước lâu nay đánh giá rất cao tay nghề của ông Ngô Chi Và, một đầu bếp quê ở Biên Hòa Đồng Nai với những món hoa đặc trưng pha trộn với món Việt truyền thống để tạo ra những món thương hiệu mới như gỏi bò cây, xôi chuối, chả giò sầu riêng. Tuy nhiên, kỹ năng làm nước sốt thuộc hạng thượng thừa với những món sốt như sốt bạch kim, sốt chua, sốt trái cây, sốt lẩu, sốt nướng mới là yếu tố chính, giúp cho đầu bếp Ngô Chi Và luôn chiếm được những sự ưu tiên số 1 của các nhà hàng khi muốn tìm kiếm một bậc thầy về ẩm thực để tạo ra những món ăn chất lượng. Nói về nước sốt là linh hồn của món ăn. Hầu như tất cả những cái món chế biến đều qua quá trình của nước sốt. Nước sốt là luôn luôn tạo cho cái sự mà tươi ngon trong món ăn, đậm đà, hương vị. Và nó có cái đặc trưng là nước sốt để cho người ta ăn không có ngán. Từ những cái khó khăn mà ban đầu tìm tòi nước sốt, thì cái người mà như chúng tôi làm ẩm thực cũng phải là tìm hiểu tư duy, luôn học hỏi, luôn biết là những cái phần nào, ví dụ như là làm nước sốt ngon. Ông Ngô Chi Và từng đến giảng dạy về nấu ăn tại Singapore, Trung Quốc. Những món ăn của ông luôn được thổi hồn hương vị Việt và Trung Hoa, tạo ra sự gần gũi cho thực khách là người dân bản xứ khi thưởng thức các món ăn. Là một trong những chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực, nên hiện tại ông Và rất tâm huyết với việc truyền nghề cho thế hệ trẻ đam mê ẩm thực. Những kỹ năng như cách tư duy, chế biến món ăn, trách nhiệm với nghề là những vấn đề cơ bản rất quan trọng với người đầu bếp, được ông Và chú trọng truyền đạt. Bạn phải có cái mà sự nhẫn nại và có cái tâm mới học được bếp. Đội ngũ của chúng tôi, những cái giáo viên truyền nghề cho các bạn, thì chúng tôi truyền bằng cái tâm của mình, bằng cái mà nhiệm vụ là chúng tôi sẽ truyền cho thế hệ trẻ bằng sự nhiệt huyết, đam mê và những cái kinh nghiệm chúng tôi có được để cho các bạn đó có một cái nền tảng vững chắc trong công việc. Và sau này nếu mà các bạn đó có cơ hội, các bạn sẽ thăng tiến hơn. Thầy rất là tận tâm. Thầy có dạy những cái món mình đã từng kinh doanh cái món của thầy rồi. Mình dạng như là chả ngũ sắc. Mình học của thầy thì mình đã mùa Tết vừa rồi mình đã kinh doanh được của thầy và rất nhiều bạn khen về món đó rất là ngon. Mình chỉ trong cái lúc mình làm mình không biết cái gì mình gọi thầy rất là chỉ dẫn rất là nhiệt tình. Ngoài công việc bếp trưởng điều hành nhà hàng, làm cố vấn cho 7 nhà hàng tiệc cưới, khu du lịch tại Đồng Nai và các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, đầu bếp Ngô Chi Và hiện đang còn làm giảng viên tại một trung tâm dạy nghề ẩm thực. Ông Và tâm sự, hiện nay một số đầu bếp nhà hàng ở Đồng Nai vẫn chưa tạo được những món ăn đặc trưng của nhà hàng để xây dựng thương hiệu riêng. Nguyên liệu của ẩm thực Đồng Nai được đánh giá rất cao, nhiều sản phẩm độc quyền, nhưng vẫn chưa tạo ra được sự nổi bật đặc trưng cao nhất. Từ nay đến khi nghỉ hưu, mong muốn lớn nhất của ông là tạo ra một thế hệ đầu bếp đủ tâm, đủ tầm để giải quyết những trăn trở trên, đưa ẩm thực Đồng Nai thực sự xứng tầm với những gì đang có.